Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay, tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B, số tự động, quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda City Top. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được 6,5 vạn km rồi các bạn ạ. 6,5 vạn km và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe lắp màn hình rồi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị và các bạn ạ, mới lăn bánh 6,5 vạn km thôi. Đấy, phiên bản này là phiên bản Honda City Top các bạn nhé. Phiên bản Honda City Top nó khác với phiên bản Honda City thường, đó là điều hòa tự động này, vô lăng tích hợp các phím điều khiển này, sang số thể thao trên vô lăng, tức là option nó nhiều hơn phiên bản City thường các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này là màu trắng, rất là mới, rất là đẹp rồi. Đấy, quý bạn xem đây ạ, tất cả còn rất mới, rất là đẹp luôn, kể cả những dàn lốp còn rất là dày luôn quý vị các bạn nhé. Và xem, quý bạn xem đây ạ, dàn lốp này, dàn lốp còn rất dày luôn. Tôi quay cho quý vị các bạn xem chi tiết từ những cái lốp này, những cái chi tiết nhỏ nhất. Cái lốp này đơn giản quý bạn ạ, mua một chiếc xe cũ mà nếu như mà về mà phải thay ngay ấy, thì nó mất cũng phải tầm 10 triệu một đôi bộ lốp này đấy các bạn nhé. Cho nên là còn cái gì còn đẹp, còn nguyên bản thì là đều rất là quý, tiết kiệm được tiền rồi đấy ạ. Đấy, và phiên bản top thì nó có đèn LED ban ngày các bạn này. Đấy, đèn LED ban ngày các bạn nhé, đèn gầm, lật xe thì đèn xe nào cũng có đèn gầm rồi, bản nào cũng có đèn gầm. La răng đúc mặt phay, dàn lốp còn rất là dày. Gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa quý vị các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Honda City Top 2019 này, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 435 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, chiếc xe này đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất tại Việt Nam phiên bản 1.5 top và sản xuất năm 2019 đấy ạ. Đấy, tem là 2019, tức là sổ đây nhé, chứ không phải là nhiều người cứ gọi là đời, có những con là 2018 như lại bảo đời 2019, đây là sản xuất 2019 luôn. Và đồng hồ công tơ mét đây ạ, chiếc xe lăn bánh đúng 6,5 vạn km rồi các bạn nhé. Tất cả từ ngoại thất cho đến nội thất đều rất là đẹp rồi. Phiên bản top thì xe được trang bị là vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, sang số thể thao trên vô lăng các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Nội thất ghế da màu đen và còn nguyên bản, còn rất là đẹp đây các bạn này. Toàn bộ nội thất đều rất đẹp nhé. Đây là nội thất hàng ghế trước. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cánh cửa sau cho quý bạn xem về cái phần keo chỉ táp bi cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem lại. Toàn bộ về phần nội thất phía sau này đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Nội thất phía sau này, toàn bộ nội thất ghế da đằng sau này ít người ngồi hơn, cho nên là còn rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi video để xem về chiếc xe Honda City Top 2019 màu trắng này các bạn nhé. Và đây là cái phần cốp sau. Cốp sau thì đây là phần keo chỉ cốp sau còn nguyên bản này, ốc cốp sau còn nguyên bản này, tôi giới thiệu cho quý vị các bạn hết này. Đấy, những phần keo chỉ này còn nguyên bản nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là mới các bạn nhé. Đấy, những cái phần lốp xưa cua đây, lốp xưa cua cũng còn rất mới, và đằng sau này thì cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là đằng sau còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đấy, ở cái phân khúc hạng B sedan thì những chiếc xe Vios này, những chiếc xe City này đều đến từ thương hiệu của Nhật Bản, cho nên là máy móc các thứ đều rất bền, cho nên là đang bán chạy nhất thị trường thời điểm này các bạn nhé.
Đấy là cái phần keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa phía sau bên phụ đây các bạn này. Đấy, về cái nội thất phía sau, hàng ghế ngồi phía sau đây đều rất là đẹp, rất là mới các bạn nhé. Một chiếc xe 2019 tính ra là đã sang thứ 5 năm sử dụng rồi các bạn ạ. Năm nay năm 2024, 4 năm sử dụng rồi, bắt đầu bước sang năm thứ 5. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, bấm tay kể cả cánh cửa bên phụ các bạn nhé. Cánh cửa trước bên phụ đều là mở cửa bằng bấm tay. Táp bi cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa này, từ táp bi đến táp lô đều rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe lắp thêm màn hình Android rồi. Đấy, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển này, toàn bộ từ vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Một chiếc xe này phải nói là rất là đẹp. Sau 4 năm sử dụng nhưng chiếc xe còn rất là mới, do chủ xe chạy rất là giữ gìn các bạn nhé. Về phần ngoại thất thì đều rất là đẹp rồi, nội thất cũng rất là mới rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Bây giờ thì phải mở cái nắp capo này lên. Đấy, tôi sẽ bật cái nắp capo này lên để giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Honda cũng đã trang bị cho chiếc City Top 2019 này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít kết hợp với hộp số CVT, tức là hộp số tự động đấy các bạn nhé. Đây, cái động cơ đây. Đấy, mở cái nắp capo này lên cho quý vị các bạn xem về cái phần động cơ. Đấy, nắp capo đã mở lên rồi. Và đây là cái phần ốc capo. Ốc capo này, keo chỉ capo còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Toàn bộ phần đầu và phần đuôi đều còn nguyên bản hết. Quý vị và các bạn đi mua xe cũ thì xem kỹ cho tôi cái phần đầu và phần đuôi nhé. Đó cũng hay bị đâm đầu và đâm đuôi, cho nên là phần đầu và phần đuôi mình phải xem kỹ hơn. Đấy, tất cả nó còn nguyên bản này. Máy móc còn nguyên bản, từ những ốc chân máy cho đến mặt máy đều nguyên bản và còn rất là đẹp, rất là mới đây các bạn nhé. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2019 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ ga chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.